Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu về tiếp tục bài giới thiệu về LaTeX. Phần giới thiệu hôm nay cũng sẽ là cái cấu trúc cơ bản của một file LaTeX. LaTeX bắt đầu với Document Class và phong mặc định của LaTeX là Time New Roman. Do đó các bạn thì còn nếu bạn sử dụng phong mặc định này thì các bạn chỉ cần khai vã về phông chữ. Ở đây mình khai đã là 12pt và định dạng cho file LaTeX cơ bản là định dạng article. Một file LaTeX sẽ được bắt đầu vào phần document và end document sẽ là kết thúc cho một file LaTeX. Ở đây mình ví dụ về liệt kê và sử và cách in ra chữ LaTeX. Chữ LaTeX là một ký tự đặc biệt, do đó để in ra chữ LaTeX các bạn phải dùng đến ký tự và ở đằng trước LaTeX. Và để liệt kê trong LaTeX gồm hai lớp. Ở đây mình dùng LaTeX sử dụng để enumerate. Sau khi chạy file LaTeX, các bạn sẽ nhận được kết quả như trên hình. Đây là một ví dụ rất đơn giản về liệt kê. Sau đó là có chữ LaTeX. Phía trên là phần đánh chỉ từ 1 với các items bên trong. Về ví dụ thứ hai về LaTeX là mình thay phần định dạng article và định dạng report. Khi mình thay bằng định dạng report thì phần tiêu đề của file LaTeX sẽ được chia ra làm hai trang. Với tiêu đề thứ nhất là ở trang thứ nhất sẽ gồm có tên tác giả, ngày tháng mình dùng mặc định là hôm nay. Sau đó mình dùng đến câu lệnh today. Với tiêu đề thứ nhất là BC 132 Lab Project. Và đến khi phần tiêu đề thứ hai là Here in my text. Sau khi run thai các bạn sẽ nhìn thấy trang đầu tiên và trang thứ hai là do định dạng của report quyết định. Một chú ý nhỏ khi bạn sử dụng đến từ phiên bản mới nhất của LaTeX là nếu các bạn không đóng file PDF sau khi sử dụng thì LaTeX sẽ không xuất ra được PDF. Do đó sau khi đã xem xong file PDF các bạn nên đóng lại. Các ví dụ về phần để thiết lập với một bài báo sử dụng đến LaTeX, ví dụ như để bắt đầu với một tiêu đề với phần thêm tác giả, phần phụ lục và phần chia thành hai trang, mình sẽ có một bộ các ví dụ để hỗ trợ các bạn và mình sẽ upload lên media file để các bạn có thể download về việc hay là việc chia thành các mục nhỏ hoặc việc in ra các chữ LaTeX với nhiều định dạng. Như các bạn thấy trên màn hình, hay là phần điền về nội dung tóm tắt của một bài báo. Như mình đã giới thiệu ở bài đầu tiên, LaTeX được dùng để viết báo. Do đó trên thế giới có hai mẫu tem của LaTeX rất là nổi tiếng, là mẫu của i3E. Ở đây họ cung cấp mẫu LaTeX cho cả Windows và Unix. Các bạn có thể lên trang chủ của i3E để download. Tùy thuộc vào yêu cầu của từng hội nghị mà họ sẽ có mẫu riêng cho cái hội nghị đó, hoặc họ sẽ dùng chung đến mẫu của i3E. Do đó nên mẫu của i3E hoặc là của ACM là hai mẫu rất là nổi tiếng trên thế giới. Riêng cái phần LaTeX bibliography files, ở đây các bạn có dành cho các bạn viết báo journals. Khi đó thì họ có quy định rất là nghiêm ngặt về việc đặt các tên tác giả để họ có thể theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn thành công.